Em chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay em có làm clip để test một cái sản phẩm là con vang cơ lai số của TDA Cautic mã là SK2022. Đó. Gửi đi cho một anh khách là anh Hưng ở thành phố Lào Cai. Có nhá. Thì đây. Đấy, em có quay qua cái số series này để cho anh Hưng cũng biết luôn này. Đấy, series của nó này. Đuôi là 1854 nhá. Anh nhớ là khi nhận hàng thì đúng sản phẩm này là ok nhá. Còn em đã test hoạt động ok hết rồi. Hoạt động là bình thường hết rồi nên là không cần phải test đâu, anh chỉ cần là nhận đúng cái mã của nó này 1854 là nhận hàng là ok cho em. Đấy, có vậy thôi. Và cũng là rất là cảm ơn anh đã tin tưởng cũng như là lựa chọn sản phẩm bên em, và anh cũng đặt trọn niềm tin là đặt cọc luôn. Đó. Anh rất là tin tưởng bên em. Đó. Xin qua đây cũng xin thành cảm ơn anh nhé. Rồi thì bây giờ em sẽ test để cũng như cho mọi người và cho anh được biết luôn là nó cũng hoạt động bình thường rồi nhá. Đây em có căn chỉnh qua rồi. Nhạc rồi. Đấy, em đã căn chỉnh qua rồi nhá, hoạt động tất cả ok. Đấy, chỉ việc là test xong rồi đóng hàng gửi cho anh luôn thôi. Bây giờ sắp Tết rồi, phải đóng hàng gửi sớm, không là bên vận chuyển họ không nhận đấy các bạn. Bạn nào mà có nhu cầu đặt thì liên hệ nhanh nhé, không là mấy ngày nữa là bên vận chuyển họ không đặt, họ không nhận nữa là không gửi được đâu ạ. À, em cũng nói luôn với anh nhá là anh mới dùng nhạc ấy, tín hiệu nhạc anh cắm vào cổng nào thì anh phải chọn đúng đấy nhá. Cái này vẫn phải nói đi nói lại, không là nhiều bác mua về đấy cắm lại bảo sao không kêu. Đây thì em đang cắm vào AUX 1 đây. Đó, AUX 1 nhá. Thì quay ra mặt trước thì bấm vào input này để chọn cái đường vào. Đấy, đang AUX 1. Đấy. Đường khác nó không kêu nhá. AUX 2. Bluetooth em đang không bắt thì không chọn. Đấy, cổng quang cũng đang không cắm, không chọn nhá. Đúng AUX 1. Đấy, đúng AUX 1 thì nó mới kêu nhá. Này. Đó. Rất là dễ sử dụng. Đấy, con này chất âm của nó cực kỳ hay các bạn, và nó chống hú rất là tốt luôn. Đấy, con này bán rất là chạy luôn và cực kỳ là được nhiều bác khen. Để phần nhạc là ok anh nhé. Bây giờ em sẽ test phần mic cho anh xem. Phải nói là con này echo của nó rất là dẻo anh ạ. Các bạn này, echo gì vợt rất là dẻo luôn. Đấy, bây giờ em sẽ test lại chân mic. Này, em dùng một cái mic có dây nhá. Này. Thì 1 2 l 2 l. Đấy, chống hú rất là tốt luôn. Này. L l 1 2 hi hi hi. Hai thương mến anh vượt đường xa đến đây. Mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say. Hi hi l. Đó, em chỉ dùng một cái mic có dây nhá. Rồi. Đấy, vậy là tất cả đều hoạt động ok hết rồi nhá. Đấy, nhà vàng nhạy ok rồi. Rồi bây giờ em sẽ đóng hàng để gửi cho anh. À mà nói luôn là anh là dùng cục đẩy nên là em sẽ tặng cho anh một cặp Canon. Một cặp Canon. Đây, như kiểu này. Đó. Một cặp Canon để anh kết nối xuống đẩy. À, cái này là Canon con xe. Đây, nó sẽ như này này. Đây này. Đấy. Anh về anh cắm đúng vào ấy nhá. Đây, nó sẽ có hai đầu Canon như này. Đấy, anh về anh cắm một đầu vào vang và một đầu vào đẩy. Đấy, cái này chắc là anh biết rồi, bởi vì anh cũng đã dùng nhiều các sản phẩm rồi. Đấy, em sẽ tặng cho anh một cặp dây này. Đấy, và bây giờ em sẽ đóng hàng gửi đi. Nhớ đây, em sẽ quay lại cái số mã series của nó này. Chưa cào nhá, và là 1854. Đấy, tem bảo hành của nhà hãng nhá. Đấy, tất cả là ok hết nhá. Rồi, bây giờ em sẽ đóng hàng và gửi luôn đi cho anh. Rồi, xin chào toàn thể các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.